Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hubo xin chào lớp cho anh em. Tôi chào anh em. Ok con ạ. Thì chẳng là hôm nay nhà mình có săn được một lô gọi là cua lột, hay còn gọi là cua hai da, tức là anh nhà mình có thể ăn được cả da của con cua nha các bạn nha. Bình thường ấy, con cua nó sẽ có một cái lớp vỏ rất là cứng. Anh em nào mà kiểu ăn cua to thì không thể ăn được cái vỏ nha các bạn nha. Nhưng mà cái loại cua này ấy, thì là anh nhà mình có thể ăn được nguyên con luôn các bạn ạ. Ăn nguyên cái vỏ của nó luôn. Đó, thì bởi vì nó lột đấy con ạ. Nó rất là mềm luôn ấy, nên là phải nhịn tay một xíu. Hay nhỉ, đóng gói quá nhỉ. Đó. Ui quả đó con ạ. Đây, đây, mọi người có thể thấy đây. Ui rồi, nó mềm này. Đây, cái càng này. Đó. Càng này cái phần kiểu bóp hay mềm mềm này con này. Bóp rất mềm. Đó. Ui. Cái cua này thì kiểu tí nữa anh mình sẽ đem về anh mình gọi là hấp cho nha các bạn nha. Bình thường ấy người ta làm cái món gọi là chiên, nhưng mà chỗ mình mùa nóng ấy, mùa nóng nóng quá nên là ăn chiên thì nó không ngon, nên là anh mình sẽ chỉ đem vào hấp và anh mình sẽ trải nghiệm nguyên cái vị cua lột xem là cái vị của nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Cái cua mềm nhéo chưa mở mắt này đã mang đi thịt này. Không, cái này là, tức là đây là những cái con cua ấy, người ta gọi là mới lột xong thành phẩm à, kiểu nó sẽ bán rất là nhiều loại cua, cua có vỏ và cua như này đó, nên em, là em tưởng chưa dậy thì đây là nó mềm mềm này. Nó nói chung là cái cua này thì là anh nhà mình sẽ ăn cả da nha các bạn nha, và anh nhà mình sẽ đem về để hấp các bạn ạ. Nó mềm kiểu như là nó vẫn còn đang ở trong bụng mẹ nhỉ. Coi vệ sinh gì ngoài hay cứ thế ăn luôn. Thì tí là anh nhà mình chỉ việc cho vào hấp xong rồi anh nhà mình chấm với cả nước chấm siêu cay, thế là anh nhà mình đã có thể thưởng thức được cái món cua lột hay da này rồi các bạn ạ. Nghĩ nó lột là nó sạch rồi, nên là không cần phải ấy đâu. Bình thường cua kia thì anh em phải chị có. Đúng rồi, vì cái lớp ở bên ngoài nó chai sần, nó va chạm, còn mấy này mới lột xong nó lột rồi thì bên trong này nó rất là sạch rồi, nên là anh em cứ thế là chế biến và thưởng thức thôi các bạn ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ đem về anh em mình gọi là hấp số cua này lên, xong rồi anh em mình sẽ trải nghiệm nguyên vị nha các bạn nha. Như mình nói vừa nãy đó, chính là anh em mình sẽ không chiên, bởi vì mùa hè của miền Bắc rất là nóng, nên là anh em mình muốn trải nghiệm nguyên vị thì anh em mình đem hấp là chuẩn bài nhất nha các bạn nha. Con này còn mềm nhau luôn. Đó. Thì bây giờ anh em sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ tháo ra và anh em mình đem về để anh em mình hấp luôn. Anh em là mà có xem được clip này của anh em mình không thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh em nhá. Bây giờ anh em mình sẽ cho những con cua này vào để anh em mình hấp nha các bạn nha. Mềm quá nên là mạnh em phải chú ý gọi là khéo tay nhẹ nhàng một xíu các bạn ạ. Mềm quá các bạn ạ. Sợ rụng vậy ạ. Sợ nó rụng nó vỡ. Đó, anh em mình cho thêm một ít xả. Đó, trong lúc mà chờ cua hấp thì anh em mình sẽ pha luôn nước chấm này các bạn này. Nước chấm anh em mình thì thường là sẽ có kiểu sự cay, cho rất là nhiều ớt này còn này, xanh tím rồi chanh, xong đó. Xong còn nước cốt chanh, nước cốt me cũng vắt vào, cốt me này còn thì đảm bảo sẽ cay tè lưỡi luôn con ạ. Nói chung là đầy đủ gia vị chua cay mặn ngọt những thứ nha các bạn nha. Lo anh Dũng ấy. Đây còn mắm, xíu nước mắm này Việt Nam. Và đặc biệt anh em mình sẽ cho thêm một xíu mắm thái. Mắm thái vào, hình như là bây giờ anh em mình bị nghiện cái vị mắm thái hay sao ấy. Cái hôm mà ăn không có thấy nó thiếu thiếu. Ờ. Đó, anh sẽ cho thêm một chút mắm thái vào. Đó. Một xíu đường nữa các bạn ạ. Cho nó ngọt ngọt. Đó. Thì anh em đã đủ gia vị rồi thì bắt đầu trộn cái nước chấm của anh em mình lên các bạn ạ. Ui, nhìn cay chưa đây các bạn này. Em múc một thìa lên. Đó, ui giời ơi. Nhìn rất là ngon luôn con ạ. Nó hòa hòa tí nữa là ngon. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi, nhìn không đã thấy phê rồi các bạn ạ. Em múc thêm một thìa khác lên. Đó, loại này này. Ui, chấm loại này full topping rất là ngon luôn nha các bạn nha. Thơm quá. Bên này thì anh em sẽ gọi là chờ cua chín, anh em mình sẽ đi thưởng thức cái món cua lột hai da này, xem cái hương vị của cua lột hai da ăn cả vỏ nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Em thử cái vị ngon chưa? Ngon à? Đấy con ạ, nhìn rất là ngon. Đó, vậy cua chín nữa thôi là anh em mình sẽ đi thưởng thức được cái món cua lột hai da đấy nha các bạn nha. Cua thì anh em mình đã hấp chín xong rồi con ạ. Gọi là đây là cái món cua siêu phẩm nha các bạn nha. Sau khi hấp xong này nó cũng lên màu đỏ như cua kia, nhưng mà nó vẫn mềm như lúc ban đầu nha các bạn nha. Đó thì có lẽ anh em mình có cắt thử một con ra này các bạn này. Đó, anh em mình cắt thử một con ra bên trong xem là nó có gạch hay không các bạn ạ. Đó, nói chung là nó sẽ có cái gạch vàng non non nha các bạn nha. Đó. Nào. Bây giờ thì anh em sẽ cắt
thử thêm một con nữa ra cho mọi người xem. Đâu, con nào? Ê, em đây chọn con này đi. Con đen đen này. Đó. Em con nào là... đen đen. Kiểu như là nó thành chuẩn bị thành cua cún. Ui giời. Ui các bạn này. Cái gạch này của nó mới gọi là ngon nha các bạn nha. Đó, gạch vàng đó. Đó. Nào, bây giờ thì anh em sẽ bắt đầu gọi là thưởng thức cái món cua siêu phẩm này các bạn ạ. Phải nói là cực kỳ ngon các bạn ạ. Ui giời. Ui. Ngon nhỉ. Rồi chấm luôn. Chín luôn. Đấy em để đi luôn. Hết luôn. Hết đúng miếng luôn các bạn ạ. Mời mọi người nhá. Ủa. Đó các bạn ạ, ăn hết cả da của nó nha các bạn nhá. Chấm con. Chấm con lần. Chấm vô. Chấm vô bát nước chấm này. Bát nước chấm nhiều nữa. Hơi mềm tí. Đó, bình thường ấy. Anh em mình mà cái loại cua cứng ấy, anh em mình sẽ bỏ luôn cả cái phổi này của nó. Nhưng mà cua này anh em mình sẽ giữ nguyên cả phổi, ăn hết cả phổi luôn nha các bạn nhá. Không bỏ một tí nào của cái con cua này. Được. Đoạn thịt đoạn gạch ngon. Các bạn ơi. Ui giời ơi. Lắm nước đúng không? Anh thấy Mạnh ăn ấy, đôi chè đang thèm lắm rồi. Nước ngọt đây ạ. Đang trông chờ vào cái món này lắm rồi con ạ. Ui giời ơi, đưa trà lại phải bỏ cả cái phần bụng yếm ở bên dưới cơ con ạ. Rõ ràng cái phổi còn chả bỏ nhưng mà lại bỏ cái phần bụng yếm ở bên dưới. Đó. Ui giời. Làm sao để lấy được topping ấy em ạ? Lấy cái thìa, lấy cái thìa. Ui đấy, đưa trà lấy được topping nhỉ các bạn này. Ủa bạn nhá. Bây giờ ba anh em nói cho mọi người biết cái cảm giác à. Đấy em múc đi. Ủa cái thịt của nó này các bạn này, toàn thịt là thịt như kiểu thịt nó hơi kiểu mềm mềm ấy các bạn ạ, kiểu thịt lon ấy. Ủa ngọt không? Ai ngọt không? Ngọt không? Cắn cái lớp vỏ ngoài. Cái vị của nó như nào em? Cắn cái lớp vỏ ngoài dai dai, sau bên trong thịt với kiểu ớt tứ nó mềm ấy. Cái cua này nó cua lột nó mềm, nó ứa vào trong. Ừ. Ngọt. Nhất em thấy không? Nhiều nước anh ạ. Toàn nước ngọt rồi. Mà nhai cái đoạn chân nhá, nó kiểu nó kín nước, cái nhai nó kiểu lổ lổ ấy. Anh em mình không phải bỏ gọi là cái vỏ của nó. Nếu mà cua kia thì anh em mình sẽ phải nhằn vỏ. Nhưng mà cái loại cua này là anh em sơi hết cả vỏ nha các bạn nhá. Ngọt nhá. Ngọt đúng. Sơi tái hết cả vỏ luôn. Nó dài dài thịt bên trong. Ui trời. Đây gọi là ăn món cua nguyên con nha các bạn nhá. Nào Thảo lưu rõ cái cảm nhận khi mà thưởng thức cái cua này xong rồi. Anh nghĩ là cái bên trong cái gạch vàng vàng của nó sẽ rất là thơm. Chào các bạn, cái bên trong cái nước của nó, cái gạch của nó ngọt lắm, béo. Nhiều nước quá. Dài 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 dài. Dễ ăn lắm. Đấy, còn mềm cực nhá. Đó, đây mọi người có thể thấy này, cái da không của nó. Không nhận gì đâu. Da của nó này. Nó bình thường ấy, anh em ăn cái loại cua cốm hai da ấy đã rất là ngon rồi. Ui, đây cua này nó chuẩn bị thành cua cốm hai da. Hơi hơi yếm một chút nó sau này. Cái nước này nó mềm này, nó hòa ra này. Ui. Ui, ngọt béo kìa. Em cho Tiến ít múc ít topping luôn em ạ. Thơm, ngọt, thơm. Wow. Nhìn không biết chất rồi các bạn ạ. Cay, ngon. Con này có tí vị cay. Ngon nhờ. Ui. Kiếm con nào mà đúng như này. Đúng rồi. Hết nước chấm luôn các bạn ạ. Đây, ngon này. Ui. Nhưng mà anh nghĩ là cái phần thân của nó sẽ ăn ngon hơn mấy cái bộ chân đấy nhở. Cái chân nó cũng mềm rồi nhưng mà nó sẽ ít thịt và nó sẽ không ngọt bằng cái phần đoạn giữa thân của nó ấy các bạn ạ. Kiểu nó lột nó ướng mềm. Chân cũng có nước nhưng mà không ngọt bằng thân. Như nãy bảo ấy, những cái đoạn chân này, cắn thì nó sẽ kiểu lổ lổ ấy, vỡ vỡ ra. Em cắt một con ra xong bắt đầu bóp bóp thịt lên cho mọi người xem. Cháu à.
Căn con đang bóp, lấy tay bóp lửa thịt ra cho mọi người xem. Mình nghĩ mình cắt con này. Con này cứng, con này nó mềm rồi. Ui dồi. Ui dồi. Nước ấy nhờ. Những đoạn ý mới là ngon nhờ con nhờ. Bóp đôi. Bóp bóp đi, bóp bóp thịt lên. Thế con ạ. Ui dồi. Hút luôn. Hút luôn luôn. Căn bản là nó, cái bình nó kiểu nó mềm ấy. Cái thịt của nó này, mọi người vẫn có thể nhìn thấy cái thịt của nó này. Nó rất là trắng, nó rất là mềm. Ui. Đây các bạn này, ăn này mới ngon. Đấy luộn, đấy luộn. Gọi là con nước không hả? Nó món cua này gọi là món cua siêu phẩm nha các bạn nha. Thực sự là ăn không cần phải lột vỏ luôn con ạ. Cứ thế là ăn hết cả vỏ luôn nó. Như kiểu càng, như là như càng ngày xưa là đập vỏ, giờ càng là tách vỏ. Kiểu canxi là bao nhiêu đó, ở hết cái vỏ này là anh em có thể ăn chọn luôn nha các bạn nha. Tôi chè hít cạch trước rồi. À, ngọt. Anh em nhìn anh em ăn phê vãi tròn luôn con ạ. Nó nó cái chân à. Ui. Ui. Cái loại này phải có nước chấm nè mà ngon nào, cho bốn nước ít vào đây vành vành ra để gọi lấy là chỗ đựng này. Úi giời đấy, cháu khéo. Ui. Kiểu nhìn anh em ăn nước chảy tung tóe nhìn ngon thật sự luôn con ạ. Con này video mình thấy là con cua bóc dễ nhất Việt Nam rồi. Không phải cắn, không phải gì, không phải đập đúng không? Mà cua này anh em chỉ việc ăn, mua về là chỉ việc ăn các bạn ạ. Ôi, mọi người có thể thấy là anh em ăn rất là phê luôn nha các bạn nha. Mình thì đã thèm rồi, bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức nha các bạn nha. Thực sự là khi mà anh em ăn đấy các bạn ạ, nhìn thực sự là cái cảm giác anh em ăn nước cần cắt đâu nó ứa ra, trời ơi các bạn ạ. Nhưng mà anh nghĩ cắt nó dái nước ấy. Đây đây, uống nước từ đây. Con này giữ được à? Đây, tự uống nước tự yếm mà em. Mình mời tất cả mọi người nha. Ê, phí quá rồi rồi. Quên. Gạch nó béo các bạn ạ. Cua dở dít à? Phê. Các bạn này. Coi đầy nước cho mình hút nha. Đầy nước. Ngọt thế. Nhiều nước nó ngọt ngọt con ạ. Cái da nó hơi dai dai. Mua. Nhiều nước thì nó ngọt ngọt. Uầy, béo béo của gạch. Ăn rất ok nha con nha. Ngon này. Nếu mà anh em nào mà ăn cua này ấy, mà kiểu không quen ấy, mình nghĩ là cái lớp da của nó mọi người sẽ nghĩ là nó giống cái lớp vải dựa một xíu con ạ. Ăn hơi dai dai. Mềm nhá. Các bạn này. Gạch của nó này. Ngọt cực. Cứ nhanh bộ cho vào vốc này, dính cũng dính này, chứ làm gì phải múc. Phê chứ nhỉ. Thịt mềm ấy. Thịt còn mềm nhưng không bị đã rồi mà. Ngon lắm. Uầy, ăn cay một tí mà đã ăn kiểu vã mồ hôi rồi các bạn ạ. Uầy. Con nào vỡ gạch vàng. Bởi vì anh như mình ấy, muốn trải nghiệm nguyên vị nên là anh như mình có nói từ đầu ấy. Thì anh như mình sẽ đem đi để hấp rồi các bạn ạ. Chứ không phải là đem đi để chiên rán, mùa này ở Hà Nội rất là nóng các bạn ạ. Con này hơi quắt. Quắt nhỉ. Nè, cắt mấy con căng căng nè. Cái món cua này có lẽ là mình sẽ gọi là cái món nó cua không bỏ thứ gì nha các bạn nha. Không bỏ một tí gì luôn. Cua ăn được hết. Cua ăn được hết các bạn ạ. Cua ăn được hết. Mọi người này. Uống nước ngọt. Một tô bình nhìn ăn. Bây giờ mọi người thấy ấy, người ta ăn cua
người ta sẽ phải bỏ cái vỏ đi này con ạ. Ừ. Và sợ nhất là những cái đoạn càng, những cái nhọn nhọn sắc này. Nhưng mà với cua ngày hôm nay của anh em mình ấy, là anh em mình ăn hết cả vỏ luôn các bạn ạ, chắc chắn là cho này chắc là cái vỏ này nhiều canxi này. Mà cái lọc nó trắng nhá, nó câu luôn. Ừ. Sạch. Mới lột này. Chứ loại vỏ cứng lọc cua kiểu mới trưởng thành tí. Vừa nãy Tiến bảo là cua chưa mở mắt các bạn ạ. Chứ dậy thì ấy. À đâu, lột là vừa dậy thì thành công nên nhỉ. Đúng rồi, dậy thì thành công phát là cái cua này có khi là bây giờ gọi nó là cua phụt nước các bạn ạ. Bởi vì khi mà thưởng thức ấy, từ lấy giả phải là 45 cái tên đấy. Dã man. Nó phụt nước ra các bạn ạ. Khi mà anh mình ăn ấy, nó phụt nước ra nha các bạn nha. Còn hai con nữa thôi. Nhưng mà anh thấy như Tiến bảo vừa lấy, hình như là ăn cua này nó nhiều chất quá hay sao ấy. Kiểu nó nhanh kiểu nhanh lo các bạn ạ. Mình ăn được hai con mà kiểu cảm giác đã lo rồi các bạn ạ. Cái gì ơi? Em không biết trong cua. À, ui cua tránh thai. Cua nó cũng phải ăn chứ, mày ăn đoạn đấy đoạn ruột nó có cái cây rồi mấy cứng cứng đó. Cái gì nhỉ? Cứng lắm. Hoặc là nhà sản xuất cho lặng ký. Cái gì? Nói chung là có thể là một cái gì đấy đột biến đó. Mẹ cắt lưỡi đây mình rửa con. Hợp lý không? Chấm hết này. Ui giời. Còn nước, có nước trong được. Hút đi. Còn nước ok rồi. Cua này kia anh mình hấp lên đấy. Hút đi ui giời. Nó tích nước các bạn ạ. Nên là ăn nó kiểu nhanh no nha các bạn nha. Ăn cái mắng là cua. Còn dễ chê nhỉ. Wow. Các bạn ạ, vậy là bây giờ là chỉ còn cái lịt và nước chấm cũng đã hết này các bạn này. Cho mọi người có thể thấy nước chấm gọi là đúng là cái món gọi là hết nước chấm nha các bạn nha. Đó. Chiều nay mình lần đầu tiên được trải nghiệm cái loại cua lột hai ta này các bạn ạ. Cảm giác ăn nó nhiều nước, nó ngọt. Ngọt dai dai một xíu cái da của nó nữa. Ngon thật sự luôn các bạn ạ. Hết sạch một cái thay cua nha các bạn nha. Bảo sao mà anh em không lo. Thì đã hết cua với cả nước chấm này rồi các bạn ạ. Đúng là món hết nước chấm khác. Thì cũng đã cho mọi người biết cái cảm giác khi mà ăn cái loại cua lột thay ra này rồi. Nên là chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều. Đúng không anh em nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.